Sáng ngày 11 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Vietinbank Quang Minh đã diễn ra lễ trao giải thưởng đợt 1 chương trình khuyến mãi, giao dịch nhận quà, du lịch thả ga. Bà Đặng Thị Thu, khách hàng của Vietinbank Quang Minh đã may mắn trúng giải nhất là một chuyến du lịch đi Mỹ trị giá 100 triệu đồng. Chương trình khuyến mãi, giao dịch nhận quà, du lịch thả ga được Vietinbank triển khai từ ngày 26 tháng 8 năm 2019 đến ngày 15 tháng 11 năm 2019, dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm, chi tiêu thẻ. Sau một tháng triển khai, chương trình đã nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của đông đảo khách hàng trên toàn quốc. Kết quả quay số may mắn của chương trình, bà Đặng Thị Thu, khách hàng của Vietinbank Quang Minh đã trở thành chủ nhân của một chuyến du lịch Mỹ trị giá 100 triệu đồng. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Thơm, phó giám đốc phụ trách bán lẻ của chi nhánh, chúc mừng bà Đặng Thị Thu đã giành được giải thưởng lớn nhất của chương trình. Nhân dịp này, Vietinbank Quang Minh trân trọng cảm ơn khách hàng đã tin tưởng sử dụng những sản phẩm, dịch vụ của Vietinbank trong suốt thời gian qua. Nhận giải thưởng, bà Đặng Thị Thu xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Vietinbank, đồng thời khẳng định thời gian tới bà và gia đình sẽ tiếp tục ủng hộ, quảng bá cho các sản phẩm, dịch vụ của Vietinbank. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.